Hôm nay 22 tháng 7, khói lửa nhân gian của tôi đã mở khóa luôn các tập phim cuối cùng, tung sớm cái kết đến với khán giả. Trước đó thì bộ phim đã bị cả CCTV điểm mặt vì những tình tiết ngôn tình khiên cưỡng, xem nhẹ yếu tố cứu hỏa và y tế. Đó là phim được cho là muốn đánh nhanh thắng nhanh để gỡ gạc lại quan điểm khán giả, xong lại tiếp tục gây tranh cãi bởi đoạn kết. Trên Douban, khói lửa nhân gian của tôi đã chính thức mở điểm. Đúng như dự đoán của khán giả, bộ phim được chấm điểm thấp kỷ lục, chỉ 4,1 trên 10 với hơn 51% đánh giá 1 sao. Đây cũng là bộ phim dài tập có điểm thấp nhất của Dương Dương trên Douban, kém cả Vũ Đậm Càn Khôn 4,4 điểm. Khán giả tỏ ra vô cùng bất bình, phẫn nộ khi đoạn kết của khói lửa nhân gian của tôi hoàn toàn khác và đi xa so với nguyên tác. Ở tập cuối của phim, mẹ nuôi của Hứa Thấm là Phó Văn Anh, người dành cả đời để ngăn cấm chia cắt đôi trẻ, lại bất ngờ quay xe ủng hộ Tống Diệm. Trong một đêm, nhà của Phó Văn Anh bất ngờ cháy và Tống Diệm chính là người đã lao vào để cứu bà. Chỉ chờ một hành động này mà nữ phản diện chính của khói lửa nhân gian của tôi đã công nhận và cho phép Tống Diệm hẹn hò với Hứa Thấm. Chi tiết này hoàn toàn được sáng tạo mới, không có trong nguyên tắc Một Tòa Thành Đang Chờ Anh. Trong chuyện thì Phó Văn Anh cho đến cuối tập vẫn không chấp nhận Tống Diệm, buộc Hứa Thấm phải cứng rắn đoạn tuyệt với bà. Các đôi chính ở bên nhau như lẽ thông thường dù không có sự ủng hộ của nhà gái. Song họ cũng không bỏ sức ngăn cấm nữa. Điều này hợp lý hơn do cho đến cuối, Phó Văn Anh không xứng đáng để có cái kết đẹp vì đã có nhiều hành vi tàn ác trong quá khứ. Chưa dừng lại ở đó thì Mạnh Yến Thần cũng có cái kết khác trong khói lửa nhân gian của tôi. Thay vì phải đi tòng quân ở đất nước xa xôi, anh lại tiếp quản tập đoàn của gia đình và trở nên vui vẻ cởi mở với cặp Tống Diệm và Hứa Thấm. Việc thay đổi hoàn toàn đoạn kết so với nguyên tác khiến khói lửa nhân gian của tôi bị chỉ trích. Một số người khẳng định phim chạy nước rút quá hấp tấp, cả phim vô cùng căng thẳng nhưng ở tập cuối thì tất cả mọi người lại vui vẻ khác thường, xem chẳng khác gì mấy phim giờ vàng VTV vậy. Một người xem còn thẳng thắn nhận xét. Mặt khác, việc Tống Diệm giải cứu Phó Văn Anh cũng là chuyện nên làm, là trách nhiệm của một người lính cứu hỏa, nên cũng chẳng thuyết phục nổi người xem. Mới đây thì dàn sao của bộ phim Khói Lửa Nhân Gian của tôi cũng đã giúp rating của chương trình Xin Chào Thứ Bảy lập một kỷ lục mới. Theo truyền thông Trung Quốc, chương trình truyền hình thực tế Xin Chào Thứ Bảy phát sóng vào tối ngày 22 tháng 7 ghi nhận rating là 0,8%, kỷ lục cao nhất từ trước đến nay của chương trình, đánh dấu mức tăng 19,5%. Đây là tập phát sóng có sự tham gia của dàn diễn viên phim truyền hình Hoa ngữ Khói lửa nhân gian của tôi, gồm Dương Dương, Vương Sở Nhiên, Ngụy Đại Huân và Vương Ngạn Lâm. Rating của chương trình chứng tỏ sức hút đến từ dàn sao khách mời. Tuy nhiên thì gương mặt gây bất ngờ nhất và có màn bứt phá lớn nhất sau bộ phim này là nam phụ Ngụy Đại Huân. Không nhiều đất diễn nhưng Ngụy Đại Huân được khen ngợi khả năng diễn xuất, thậm chí lấn lướt nam chính Dương Dương. Chỉ trong một tuần, Ngụy Đại Huân đã thu hút thêm 672.000 người hâm mộ trên mạng xã hội. Khán giả cho rằng chính sự nổi tiếng nhanh chóng của Ngụy Đại Huân là một trong những yếu tố giúp chương trình Xin Chào Thứ Bảy tăng rating. Bên cạnh đó thì việc Dương Dương và Vương Sở Nhiên bị nghi phim giả tình thật cũng khiến khán giả tò mò theo dõi chương trình. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Top Sao Hoa. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại ở phần bình luận dưới video này để chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.